đó là gì? Nước trước à, có người sẽ mang trà hoa cúc. Vì vẫn còn đang chuẩn bị và sẽ được mang đến đây sao? Sư cô đâu rồi? Sao sư cô không vào đây ăn? Sư cô đâu? Sư cô thầy thuốc đó. Dạ thưa sư phụ, sư cô sẽ đến ngay. Sư cô sẽ đến sau. Sư cô sắp đến. Được. Sư cô đi lấy vài thứ thuốc. Sẽ trở lại ngay à? Được, quý vị có sắp xếp xe cho sư cô không? Bằng không sẽ quá chậm nếu sư cô phải chạy, biết không? Làm tổng thống là một địa vị tồi tệ. Địa vị của sư phụ cũng vậy. Tôi tự do, muốn nói gì thì nói. Nhưng địa vị sư phụ cũng không dễ lắm. Tôi biết. Con không muốn ngài là ở vị trí sư phụ. Tôi biết, nhưng khác. Không có áp lực chính trị. Cảm ơn nhiều. Cô ấy đi lấy thuốc cho cô. Lát nữa cô ấy sẽ đưa cho cô. Người Hoa, họ có phương pháp bí truyền. Biết bấm huyệt nào trong thân thể sẽ giải cơn đau cho quý vị. Vì thế đôi khi không cần nhiều thuốc men. Bây giờ người phương Tây cũng bắt đầu học hỏi từ người Hoa thuật bấm huyệt, châm cứu. Đúng đó, phải rửa tay. Cô ở lại đây làm thầy thuốc cho rồi. Vì già làm gì? Rửa tay. Vậy con sẽ đem theo mèo của con đến đây. Mèo của cô hả? Mau à. Chuyện đó nói sau, ở đây chúng ta có chó, nên e rằng mèo. Con làm việc trong đội y tế ở Tây Hồ sau khi tâm ân không bao lâu. Tôi biết. Cô không thể để mèo ở nhà cho chị cô chăm sóc được sao? Ờ, tôi có thể cho cô ấy tiền nếu cần. Cô ấy có đủ tiền hả? Vậy thì cứ đến đây làm công đức ở nhà cũng vậy thôi. Ăn và ngủ. Tới đây cũng thế thôi, ăn và ngủ. Tốt, tôi sẽ sắp xếp một chỗ cho cô ở. Con đã nghĩ đến chuyện ở lại đây hôm nay. Con đã nghĩ đến chuyện ở lại đây hôm nay. Nhưng còn quần áo của cô và đồ đạc khác thì sao? Dạ con có mang theo. Mang theo có đủ không? Đủ cho vài ngày không? Không ạ, con có xe hơi ạ. Khi nào ở đây không có việc, con sẽ về nhà. Cô có thể nhờ người nào đó mua giùm cho cô. Khi cô ở lại đây muốn mua gì thì cô cứ nói với họ. Tôi sẽ trả tiền cho. Đi rửa tay rồi ăn. Chắc là đói lắm rồi. Thật sự có tác dụng lập tức hả? Nói rồi mà. Nếu ở lại đây cô có thể mau khỏe hơn. Đến giờ ăn rồi. Hay chỉ đủ hay chỉ một? Tất cả ăn rồi chứ. Mọi người, người quay phim cũng có rồi. Tốt. Này, anh chàng to lớn, anh có thể ăn phần gấp đôi. Mang qua đó cho anh. Anh Ấn Độ cũng gấp đôi. Tôi không biết là cô có tài như vậy. Dạ không, thực sự là tự trường chữa là đà. Tất cả đều do Thượng Đế làm. Phải, nghĩ như thế thì tốt. Khi con làm công cụ, con không dùng đầu óc chút nào. Tất cả đều đến từ trực giác. Khi con đến Mông Cổ và Đại Hàn, con không hiểu ngôn ngữ của họ chút nào, nhưng từ trường chữa lành. Có thể là như thế. Con chỉ là công cụ. Ờ, có thể như thế. Tốt hơn là như thế. Nếu nghĩ mình làm thì sẽ phiền phức, sẽ có kiệt. Tốt, vậy cô cứ ở lại nha. Mèo của cô thì gửi người khác chăm sóc. Vì lợi ích chúng sinh, sao cô còn bám vào một chú mèo? Dạ, con sẽ nói chuyện với chị con. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Chỉ sợ rằng nếu cô ở lại, cần gì thì cứ nói với họ. Không phải trả tiền cho bất cứ gì hết. Cũng không phải trả. Thường trú, thưa sư phụ, con vẫn còn chút tiền. Khi con cần tiền, con sẽ cho sư phụ biết. Xin cảm ơn sư phụ. Tốt, thường trú họ đều là vậy đó. Đội ngũ làm việc, chăm sóc cho họ. Lần đầu tiên tôi có thể ăn thức ăn một mình. Bình thường mọi người đều lấy. Hôm nay tôi không cho gì hết. Quý vị ăn phần của quý vị, tôi ăn phần của tôi, của tôi. Hôm nay tôi học làm người ích kỷ. Bằng không tôi sẽ quá yếu sức. Chúng ta nên ở lại đây. Mỗi ngày chủ nhật nào họ cũng có thức ăn ngon. Ở nhà chúng ta không có thức ăn ngon vậy. Không công bằng. Chúng ta làm việc rất nhiều mà không có thức ăn ngon. Chỉ đến đây vào ngày lễ rồi mới có thức ăn ngon. Thưa sư phụ, ngài không ăn cả ngày dài.
Cả ngày ngài chưa ăn. Bữa ăn đầu tiên. Bữa ăn đầu sau một ngày à? Bữa đầu và bữa cuối. Ồ, vậy là quá sức. Quá sức. Đủ mà. Thấy cách nói chuyện của tôi không? Tôi không mệt mỏi vì không có thức ăn, nhưng mệt mỏi vì căng thẳng. Công việc căng thẳng tinh thần. Và khi thiệt nhiều, thân thể và tế bào của mình không như tế bào bình thường hàng ngày. Thế nên bất cứ căng thẳng nào cũng sẽ tạo nhiều rắc rối hơn. Đối với tôi, cho tôi rất mẫn cảm. Cô đang mơ mộng. Tôi cũng mơ như thế. Bao năm qua ước gì được vậy. Chuyện gì vậy? Cô cần thêm gì không? Thêm trái cây? Dạ không. Đôi khi có người giúp mình, nhưng họ cũng mang đến thêm nhiều vấn đề. Quá gần, không thoát được. Phải ở trong mối quan hệ rất mật thiết mới có thể thực sự giúp nhau. Chẳng hạn như vợ chồng, hoặc tương tự, hoặc anh chị, em ruột. Rất khó tìm. Tôi là tiếp người thích ở một mình. Lỗi tôi, đó là lỗi tôi. Con luôn mong được làm gì đó cho cài. Cảm ơn cô. Và vào lúc này, nhưng mà Vương kéo con xuống rất thấp, rất nhiều. Không cần cảm ơn cô, con sẽ cố gắng thật nhiều, nên con nghĩ có lẽ con có thể, nhưng... Không sao, tôi vẫn còn sống. Cô biết mấy hôm trước thiên đàng nói gì với tôi không? Thiên đàng cao đặt nói với tôi không phải như tôi đang làm buồn hay gì cả, mà trong lúc bình thường. Và rồi họ nói với tôi, xin cố gắng sống sót. Nghe thật đáng sợ, xin cố gắng sống sót. Xin sống lâu cho tha nhân, hai câu họ nói 4 năm hôm trước. Nghe thật đáng sợ, xin cố gắng sống sót. Ôi trời, nói kiểu gì vậy? Không phải như an ủi. Xin đừng lo, ngài sẽ sống và chúng tôi sẽ giúp ngài. Không đâu mà nói xin cố gắng sống sót. Thật khó cho con để hiểu kế hoạch của thiên đàng. Sao họ không nhanh chóng gửi thêm người đến giúp ngài? Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô. Cô rất tử tế. Nhưng mình không thể có mọi thứ được. Cô làm cách nào mà cô ấy sống lại nhanh vậy? Hả? Lực lượng thượng đế. Cô cũng phải biết bấm ở chỗ nào chứ. Bằng không, bấm sai chỗ sẽ rất đau. Bấm huyệt. Sáng nay con có nói với một sư tỷ là chúng con đang vui hưởng khoảng thời gian hạnh phúc. Cô có học hả? Tối nay sau khi xong xuôi hết rồi, con sẽ trị liệu bằng châm cứu cho cô ấy. Nhờ ánh điện của sư phụ. Không có chi, lát nữa cô ấy sẽ châm cứu cho cô. Dạ. Bây giờ cô ấy để cô vui hưởng một chút, và sau đó nhiều việc hơn. Cô ấy tốt hả? Dạ tốt lắm. Ăn được không? Hôm nay thì tạm biệt được. Không đặc biệt như mọi hôm. Đó là lỗi của họ, không phải nghiệp lành về thức ăn của quý vị. Bình thường chúng ta ăn rất ngon. Đài Bắc nấu ăn ngon, Cao Hùng ngon. Nhóm khác tôi không biết. Bình thường tôi không nói, bình thường tôi không hỏi. Ở nhà họ có nấu gì không? Dạ có thưa sư phụ. Cảm ơn anh. Về món thuần chay, rất ngon. Anh biết nấu nhiều thứ nhỉ? Thảo nào cô ấy thích ăn. Về thức ăn, vừa cũ anh ấy, thích anh ấy. Muốn đem anh ấy về nhà lại, anh ấy không về, tôi không hiểu. Sao? Anh ấy không phải là người Ấn, bởi vì người Ấn họ không ly hôn. Hai người biết nhau đều là do cha mẹ sắp đặt. Dạ, cha mẹ sắp đặt cũng thế. Nơi nào cũng thế. 28 năm trước à. Và vẫn còn tốt. Thấy như vậy, tôi nghĩ hệ thống của họ không tệ.
Bởi vì khi yêu ai đó, quý vị mù quáng, quý vị không thấy lỗi của người kia và không cố gắng thích ứng. Rồi sau đó quý vị thất vọng. Và quý vị chấp nhận rồi thì làm gì đây? Đã được mặc định, dù mình thích hay không thích, quý vị vẫn phải ở với mình và phải thương người đó suốt cuộc đời. Giờ làm gì? Họ cưới nhau rồi, như thế này họ không nghĩ quá nhiều, đi hay không đi, hay là ở, vậy ổn định hơn, chấm dứt. Thành ra tại Ấn Độ họ có hôn nhân hạnh phúc rất nhiều, ly dị thì ít. Ngày nay có lẽ, nhưng tôi tưởng ngày nay không còn hôn nhân sắp đặt nữa chứ. Vẫn còn hả? Nhưng họ kiểm tra mọi thứ. Sao tương hợp, gia cảnh, học vấn, những gì quý vị thích, những gì quý vị không thích. Cả hai có giống nhau hay không? Khó, nhưng họ tìm được. 20 năm vẫn hạnh phúc, 28 năm trong hạnh phúc. Vậy cha mẹ quý vị đã làm rất tốt. Làm rất tốt, tìm chồng tốt và vợ hiền cho quý vị. Quý vị làm gì ở Ấn Độ mà đi lâu vậy? Làm ăn khá không? Nhà buôn bán nữ trang thiết kế của tôi. Chúng trông đẹp. Đã thật, tốt ha? Dạ phải. Chúng tôi cũng có một số từ Ấn Độ đá quý. Tôi quên loại đá đâu rồi. Con thật sự thích nhẫn của ngài. Đẹp quá. Cái gì đẹp? Nhẫn mà sư phụ đeo. Và con chỉ muốn hỏi sư phụ khi nào sư phụ trở lại Hoa Kỳ ạ? Con có một trung tâm khác ở Los Angeles. Vì trung tâm của chúng con ở xa quá, chúng con phải đi khoảng 3-4 tiếng mới tới đó. Xin sư phụ trở lại đó. Và chúng con cần sư phụ ở Hoa Kỳ. Chúng con cũng cần sư phụ ở đây nữa. Tôi thương Hoa Kỳ. Họ cũng thương sư phụ. Chỉ là bây giờ tôi quá mệt mỏi. Nếu đến đó tôi phải hoặc là kết hôn, hoặc là làm gì đó để được ở lại. Tôi không phải là người Mỹ. Dạ có mà. Công dân danh dự. Dạ đó nghĩa là ngài là người Mỹ. Nhiều lần danh dự, nhưng chính thức quý vị phải là người Mỹ, hoặc kết hôn, hoặc nhập tịch, hoặc làm gì đó để được ở lại Hoa Kỳ.